Vâng, em xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2019. Thì hôm nay em sẽ xuất ra một cái Kia 5 cánh trắng Thảo Nguyên 2 các bác nhé. 5 cánh trắng Thảo Nguyên 2 thì là do cái vườn lan Thảo Nguyên ở Hải Phòng ấy, thì họ đã sổ và họ đặt tên cho cái bông này. Thì bông Thảo Nguyên 2 thì cũng khá là có tên tuổi trên thị trường các bác ạ. Thì em cũng nói chung là đấy, thì làm ki thì cũng chỉ có được 1-2 ki thôi đấy. Năm nay sẽ xuất ra một ki nhá, xuất ra một ki. Thì đặc biệt là rất là yên tâm, bởi vì là cái bông hoa này ấy, là nó đã lở lại tại vườn, nó đã lở lại tại vườn của em rồi đấy. Và em cũng đã có đăng clip ở trên màn hình rồi đấy. Bây giờ em cho các bác xem nhá. Thì các bác có thể vào YouTube này và xem cái clip là em đã đăng ngày hoa nó lở ngày 25 tháng 5 các bác nhé. Ngày 25 tháng 5 là hoa nó đã lở. Đấy, thì cái hoa này đợt đó lở thì nó cũng hơi yếu các bác nhé, bởi vì nó chỉ nở trên cái cúc ki 51 thôi. Ki 51 thôi, chỉ được khoảng tầm gần 20 cm. Nó khá là yếu. Thì đợt cái bông hoa này nó lở ấy, thì em cũng đã có quay clip và cho tất cả các anh em xem rồi. Cho nên là khi mà hoa nó ở tại vườn như này ấy, thì cực kỳ là yên tâm các bác nhá. Đấy. Thì cũng chỉ làm đấy, các bác nhìn là cái ki 51 là khá là gầy, cho nên hoa nó cũng chưa được đạt lắm. Thì em quay lại qua cái điện thoại này nó cũng chưa được đẹp lắm. Thì bác nào muốn xem trực tiếp thì các bác vào kênh của em nhé, tìm cái clip này các bác xem lại nhé. Đấy, tay của em đấy các bác. Nói chung là được tận tay khi chạm vào môi của em thì cũng khá là run tay các bạn ạ. Nó lở trên cái ki 51 này các bác, khá là gầy, khá là yếu. Nhưng vẫn cố gắng để lấy một bông hoa chính chủ các bác nhé. Cố gắng để lấy một bông hoa chính chủ. Thì cái bông này nó nở yếu cho nên cái mắt nó hơi đậm các bác nhá, nó hơi đậm. Chứ cái mắt chuẩn của nó là nó sẽ xước xước mờ mờ như kiểu tựa như kiểu của Bảo Duy đấy ạ. Rồi, ok. Thì hôm nay em sẽ xuất ra một cái ki duy nhất này thôi. Ki này thì đang chuẩn bị có hiện tượng đóng ngọn nhá. Thì cái ki này chuẩn của nó là 10 cm, em đã đo rồi. Mầm gốc mắt ngủ thì đang bắt đầu hơi sưng sưng. Và đặc biệt là rễ con này nó đã chặt rễ các bác nhá, chặt rễ, rễ chặt chậu rồi. 5 cánh trắng Thảo Nguyên 2. Ki 10 cm đang sưng mắt gốc này, dễ chặt chậu rồi, rất là thuần. Đấy. Còn cái ki 51 mà nó lúc nó lở hoa đây các bác, thì năm nay đã đạt gần 60 cm rồi, gần 60 cm, đang bắt đầu phình thân rồi. Thì nói chung là cái dòng của Thảo Nguyên 2 này thì cái thân lá của nó thì nó hơi mảnh khảnh các bác nhá, nó hơi mảnh khảnh. Đấy, ngọn vẫn đang đi ngọn. Và thân đang bắt đầu phình, được khoảng 60 cm.
cái kỳ 51 mà lâm nó lở hoa đấy các bác, chính là cái con này. Thì năm nay là 52 đây. Đấy. Nói chung là cái thời điểm năm ngoái thì giá của thảo nguyên 2 cũng rất là cao các bác, rất là cao. Thì em cũng báo giá công khai tại đây luôn. Trong clip này bác nào mà thực sự là biết được cái giá trị của em nó và biết được về cái thảo nguyên 2 ấy, thì các bác muốn sưu tầm thì các bác alo cho em nhé. Thì em cũng từ trước giờ nó thật sự là em cũng không ngại báo giá một cái nào cả, từ cái hàng thấp tiền cho đến hàng cao tiền. Các bác biết tính của em rồi. Đối với em thì uy tín thì nó là số 1 các bác nhá. Quan trọng là hoa nó đã lở tại vườn, có mặt hoa chính chủ rồi, có cả cây mẹ và cây con ở đây. Ghi được chuẩn 10 sen các bác nhá, đang bắt đầu phình thân rồi. Rồi các bác ngắm lại em nó một lần nữa nhá. Rồi ok, em xin xin phép được dùng video clip ở đây. Thì các bác nào mà thực sự yêu và thực sự hiểu về giá trị của nó thì muốn sưu tầm thì các bác alo cho em. Đấy, có cả cây mẹ đây, năm nay rất là khỏe. Rồi ok, em xin chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ ạ.